Yeah. See, I took a picture with Elsa and Anna yesterday. That's cool. Nó đem tấm hình ra, nó nói là nó trời ơi giờ tôi đi nó phe phe ăn hồi sao tấm hình nó rớt bà nó dư sông dư biển đi nha, khổ nha. Nó đòi 1, 2, 3 nó đòi đưa cho tấm hình cho nó cho bà được đó. Coi được nó không đưa được hình coi. Đưa coi hình nữa thôi, ai coi hình nữa khổ. Trời ơi trời. Rồi đưa đây mẹ đem cất. Đưa đây cho mẹ. Mẹ cất. Trời ơi trời, coi đưa. Bà làm như bao quan trọng lắm, chụp hình với nhân vật nổi tiếng Hollywood. Đem một phe hết từng người. Đâu à? Chị coi rồi, hồi nãy cô mới đưa cho hai chị coi đó, nhớ không? Rồi đưa hình đây mẹ đem cất. Con đạt con cầm một hồi cái hình hư luôn á. Rồi hình đây. Cầm một hồi hư hình bây giờ, đưa đây. Rồi cất vô được rồi đó. Đưa mẹ đàng hoàng. Rồi. Hả? Rồi, con khoe hết đủ rồi. Ủa mà tại sao con lại con khoe mà con không có nói à? I took a picture with Elsa and Anna mà con chỉ đưa cho người ta coi vậy, người ta biết coi cái gì. Mình phải lại mình nói chuyện đồ đàng hoàng chứ. Làm hồi sao mà rớt bà nó xuống sông rồi cái nó. Đưa cho cô chú coi coi, mẹ đi cho cô chú coi, cô chú chưa coi nè. Rồi đây, đưa hình đây mẹ cho cô chú coi. Đó, cho cô chú coi nè. Có được ba trời không? Ba trận không? Chụp với Elsa với Anna không mà xe khoe khắp sớm hết rồi. Thùng nó là thùng rỗng kêu to. Làm y như mới vừa đi chơi với Hollywood hay là ca sĩ rồi gì về vậy bà. Đi khoe khắp sớm ở đây. Tôi mới vừa chụp hình với lại Justin Bieber. Mấy đứa nít kia dưới sông hết rồi sao khoe. Trời ơi, thằng nó đứng ở trên mới vũ hồi tấm hình nó hư bây giờ. Hello, how are you? Rồi, đi vô cắt tấm hình đi. Cắt tấm hình rồi xuống đi tắm không? Trời ơi, bà cho đó, cho con ta coi hình đó. Hey, how's it going? Thôi ở đó phe bạn. Được không? Mấy đứa này ở xóm khác tới. Mấy này ở xóm khác tới chơi. Mấy đứa này mùa hè cũng đang thu tù lùi nè. Ê, đưa hình đây. Mới đi chơi ca sĩ về đó. Ê, mới vừa được chụp hình với diễn viên Hollywood đó. Chị đi, đưa hình cho mẹ vô tắm nè, lẹ lên. Mặc áo phao vô tắm với bạn, lẹ lên. Chị đi, come in. You wanna swim? Come in. Elsa Anna. Ủa mẹ mới đem vô nhà cất rồi. Giờ con muốn nhìn chi? Ai nữa? Ai coi nữa? Anh coi hả? Trời ơi, coi thằng bé đó nó mới bơi từ dưới sông nó bơi lên, giờ nó kêu tôi mới vừa cất cái tấm hình vô bây giờ nó kêu tôi vô lấy đi cho anh coi được không? Thôi anh coi rồi, hôm qua con đưa cho anh coi đó nhớ không? Anh coi rồi, anh thấy rồi. Anh thấy rồi. Anh thấy Anna rồi, anh thấy rồi, nãy con đưa là anh thấy rồi. Ha. Trời ơi, ai mà dưới sông đưa chạy ra, ai mà dưới sông mà bơi lên là nó kêu vô nó đưa cho tấm hình coi, có được không? Kiếm bạn coi. Hả? Các bạn. Con nói con mẹ lấy hình giùm con á hả? Con nói thì sao? Chị nè. Ừ, chị đó. Hồi nãy con nói chuyện với chị rồi đó. Chị nước châu. Keo này. Thế làm sao? Có cho chị coi neo không? Thấy chị thấy em làm neo chưa? Hello kìa. Trời ơi, con nó dí theo người ta kìa. Nó dí theo người ta, nó cho người ta coi là nó mới làm neo. Có được không? Con này nó đưa chân ra nữa. Trời ơi, đưa chân ra nữa. Có được đời không? Rồi, thôi đi vô.
Ừ, rồi đó đi vậy thôi. Ừ, đó, ừ. Rồi thấy chưa? Rồi thấy rồi đó, rồi đi nghe. Trời đất ơi, trên đời trời đất có thấy ai rảnh như con này không? Nó làm đúng là nó làm thiệt, nó là cái trung tâm của cái sự chú ý. Hả? Hả? Anh sao? Anh đi lấy cái bình tiền. Thì xem sao? Mẹ vô nhà. Mẹ vô nhà chi? Vô nhà chi? Vô nhà chào chào. Hả? Chào mẹ. Hả? Chào mẹ. Rồi ngồi xuống. À, chào mẹ. Chào làm sao? Ôi mẹ. Té nhà. Ủa hồi nãy con chạy tới con cho chị coi tay coi bóng tay con hả? Chị dạ. nói sao? Chị nói nail so beauty. chị nói nail so beautiful hả? Hả? Dạ. Giờ đi đâu? Giờ muốn mẹ đâu? Đi mẹ đi nhà. Mẹ đi vô nhà hả? Mẹ đi vô nhà, lấy tấm hình cho con. Dạ, chị tìm đi con. Đúng rồi, để con làm gì? Con làm gì thế con? Để cho anh coi. Đây nè, nói rõ ràng nè, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ vô nhà. Lấy cho con tấm hình. Lấy cho tấm hình. Để con cho anh coi. Để con anh coi. Cho con khoe anh. Khoe anh. Con chụp hình với Elsa và Anna. Đây, rồi chạy đi vô với mẹ luôn. Không, tao đập mày giận. Trời ơi, nó bắt tôi lấy tấm hình rồi đưa ra tới dân tới. Trời ơi, nó chỉ nó kêu tôi vô nhà luôn kìa. Có được không? Được không? Khổ ghê. Trời ơi, đi ra ông nội nó đi tắm ở dưới thì đang tắm ở dưới thì tắm dưới đi lên gì vậy? Trời ơi, trời. Đi đang tắm, đi lên gì vậy? Khổ đây. Đó, phải vô nhà lấy hình Elsa với Anna cho nó nè cô chú nè. Phải khổ ghê, làm tự nhiên tôi y như khùng vậy. Đâu rồi, nó đâu rồi? Chị đi. Trời ơi, nó len lỏi rồi. Khổ ghê. Rồi tự nhiên đừng nói, nó kêu tôi là đưa cho thằng bé này coi luôn nha. Chị đi. Dạ, chị hai. Em lấy hình đó cho chị hai rồi, chị hai nói thì sao? Dạ, con cảm ơn mẹ. Rồi, giờ làm gì? Con lại con nói anh ơi, em chụp hình với Elsa với anh nè. Chứ tự nhiên đứng vòng vòng ta rồi cứ đưa tấm hình lên ông nội ai biết vụ gì. Mắc cỡ. Mắc cỡ. Cái mặt nhà mà mắc cỡ. Rồi, chạy lên nói đi. Chạy nó nói em mới làm nail với em mới nail mẹ với nail chay giống nhau luôn nè. Nói em mới làm nail, mới chụp hình với, không biết gì hôm qua chụp hình nail sao với Anna đi làm nail được rồi. Em làm nail chạy xe. Ừ. Rồi anh coi rồi đưa hình này mẹ em cất. Rồi, anh coi chưa? Mẹ bán về. Mang về vô hả? Không. Rồi em cất nha. Trời ơi, của ai cũng có cái đề tài, còn nó có cái đề tài. Tao nói một chút là tao nói cầm không được, là gió nó bay cái tấm hình xuống sông là khổ nữa chứ phải. Thôi cô ba ngồi, cô muốn mua ngồi muốn đánh bây giờ sao? À, bác phe rồi, phe tiếp. Phe tiếp. It's a... Bà đã bắt thấy rồi, đưa hoài, coi đưa hoài, khổ. cái cô nó nhảy xuống sông hả? Chạy. Mà sao mà con đang ngồi ở đằng đó mà con chạy lại mẹ? Con sợ ai? Sợ em bé hả? Ai nữa? Khoe hết rồi, anh thấy rồi, hí xó rồi. Đó, anh thấy rồi. Kêu anh, ok, show him your nails. Now show him your nails. Now you shy. Yeah, you gotta see, look at my nails. How beautiful. Đó. Chừng nữa, ok, now you show him your toes. You're so funny. Are you silly? You're silly. Are you silly?
sư lì quá à, chơi sư lì. Cô cởi áo ra tắm hả? Rồi Ngọc biết con trai. Ngọc biết con trai nó mới nói gì á. Tại vì ở đằng đó trời nói này ra không biết nó có quá thô tục ở trên video không trời. Nó nói này nè. Hồi nãy nó nói cô cởi áo ra bự, nó giặt cái này xuống nè, nó giặt xuống vậy nè, ý là nó nói cô cái ngực của cô bự. Bự vậy hả? Trời ơi sao để ý tao có kệ người ta đi chị ơi. Chị nhiều chuyện quá. Trời ơi. Anh thấy rồi. Mẹ thương chay quá. Bây giờ phải làm sao để bớt thương đây? Có cách nào không? Có cách nào để bớt thương chay không? Cho cô chú coi chân thôi. Coi móng chân ha. Móng chân mới sơn ha. Để làm gì nè cô chú. Có cách nào không? Có cách nào để bớt thương chay? Đúng rồi. Hồi mà hôm qua con gặp anh này với eo xà con vui không? Eo xà với anh nào hôm qua con có tâm sự không? Hỏi chừng nào eo xà với anh nào ra phim mới không? Rồi hỏi chừng nào có con có cái chừng nào đi đám cưới chưa mời với ngang không? Kêu eo xà với anh này chừng nào đám cưới mời con với ha. Mà nhớ nhắn trước ăn tháng đi, chuẩn bị rồi đây ẹt rồi giảm cân rồi mua bấy. Đi đám cưới của Elsa với Anna là toàn là băng giá không đó. Hai, ơi con chó kìa. Chó bị cho bá lửa kìa. Thấy rồi, chú thấy thôi chay rồi, người ta dẫn chó người ta đi mà cũng đi khoe hình nữa, tức mắc mệt quá chay rồi. Con đừng có làm mẹ mắc cỡ nghe chay. Người ta dẫn chó người ta đi ngang qua, con không quen biết gì người ta mà con cũng khoe hình rồi này kia. Hello cô chú ơi, sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, hai mẹ chay dậy rất là sớm. Ngủ dậy rất là sớm, chay dậy sớm. Ba cởi này la hả? Đang đeo đó đẹp mà sao cởi la? Chay dậy rất là sớm tại vì ba chay đi làm á, cái xong rồi cái hả ba chay làm ồn quá cái chay dậy sớm nên là hiện tại bây giờ mới có 9 giờ thôi. Tính chở chay đi công viên chơi mà cái công viên gần nhà bị đóng cửa rồi nên là ngọc nó con nhảy đi. Ngọc tìm một cái chỗ khác gần nhà, cái này cách nhà 10 phút, cái kia cách nhà có 1 phút lái xe à. Nên là kiếm cái chỗ này cho nó đi. Mà hình như trong cái này là nguyên một cái, giống như nguyên một cái khu rừng luôn á, để người ta đi bộ, đi lấy tập xe đạp rồi này kia. Hay không? Dạ. Cái đó chơi làm sao hả? Cái đó leo lên tuốt trên đó hả? Rồi ấy xuống hả? Thì cái này giống như một cái khu rừng luôn á. Thấy không cô chú? Lâu lâu thấy một hai người dẫn chó đi chơi, đi dạo. Đâu á? Này mấy cái này nó hình, mấy cái hình thù này nó làm thấy khó hiểu quá hả? Cô chú coi chay đi. Chay đang ăn Ben 10 bagel của Starbucks cô chú. Nóng quá gì. Đang dừng lại, hai mẹ con đang dừng lại đi mua xì Starbucks. Con nói đi, xì Starbucks. Muốn nước hả? Đây xuống. Rồi ăn cho cô chú coi. Ăn cho miệng nhai cho ngon vô.
Ăn mâm 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 đúng rồi. Hỏi cô chú ăn gì chưa? Mẹ con chơi từ sáng giờ, chờ mẹ chở chơi đi đi đâu ta? Nói kể cô chú coi. Cái chim phát em không bằng nhung nữa. Đi phát không bằng nhung nữa à? Rồi sao nữa? Không bằng nhung ra. Ra bằng nhung vậy. Ờ, con la bằng nhung vậy hả? Dạ. Không cho bà Nhung nữa. Không nói chuyện bà Nhung nữa hả? Dạ, không nói chuyện bà. Không ra. À, nãy con ngồi đằng sau con la lên vậy hả? Tại bà Nhung chọc chay hả? Bà Nhung bà già. Chơi bà già lên. Rồi mẹ nói nè, rồi hồi sáng nay đi park con đi con chơi với ai? Chơi ai? Chơi anh. Chơi với chị với anh. Vui không? Không không. Có em bé. Còn có em bé nữa hả? Dạ. Có mẹ. Có người, có mấy người mẹ nữa hả? Dạ, mẹ không ở kia bớt. Ờ, mẹ của mấy chị kia. Mẹ mẹ nào? Mẹ nào? Mà con mẹ kể không? Cho con kể cho cô chú nghe ta. Sáng nay con thức dậy lúc mấy giờ? Mấy giờ kia? Nói con thức dậy lúc 7 giờ. Lúc 7 giờ là cái giờ ba con là lúc đó là ba đi đâu? Lúc đó là ba đi đâu? Ba đi chơi sưởi. Nói rõ ràng lên, ba gì? Ba đi chi? Ba đi làm gì? Ăn kẹo. Mua gì? Mua ăn kẹo. Mua gì cho chay? Mua ăn kẹo. Rồi hồi rồi nói cho cô chú nghe coi mẹ có làm ăn gì không chay? Dạ. Mẹ có làm ăn gì không? Mẹ có làm ăn gì không mà sao mẹ ở nhà miết rồi chay? Mẹ không biết, mẹ nhà mẹ ngủ. Trời ơi, mẹ nhà mẹ ngủ khò khò hả? Trời ơi, nói cái kiểu đó là chết mẹ rồi. Trời ơi, con nói kiểu đó cô chú tưởng thiệt, con tưởng mẹ nhà mẹ ngủ khò khò là xong luôn á. Ai gọi em bánh? Ai mua bánh cho chay ăn hả? Em cô. Ai mua bánh này hả? Bà, cô. Cô nào? Bà. Mẹ mua chứ cô nào mua? Thương quá, bây giờ ăn em xong. Em mua mẹ ơi, em mua. Ăn xong cái này biết mẹ dẫn chi đi đâu không? Dạ. Đi Target. Để đi vô chỗ mẹ cần mua spaghetti, mẹ cần mua mấy cọng mì Ý. Với lại mua cái sauce, mua cái tomato sauce, mua cái sauce chà chua, với lại mua thịt bò xay để về mẹ làm, biết mẹ làm món gì không? Dạ. Spaghetti. Lâu quá mình chưa ăn spaghetti nên là bây giờ lẹ đi, ăn lẹ đi rồi đi nè. Kẹo kẹo. Kẹo làm sao? Cái này kẹo. Cái này nói cho cô chú nghe là cái này là cái gì? Cái này là pink drink. Ồ, cho cô chú coi tay mẹ với tay chay giống nhau, giống màu. Yeah! Màu này màu gì? Màu pink. Rồi 7. Màu red. Đúng rồi, màu red. Ăn hết hai cái bánh đó là giỏi luôn á. Hai cái bánh đó mẹ ăn làm cái bụng mẹ còn no mà ở chi con. Để nghe cái xuống trời. Sao? À, ăn từ từ để xuống phải không? Dạ. Đúng rồi, giỏi. Sẽ xuống. Đúng rồi, để không bị ối đúng không? Đau quá. Lạnh quá chứ đau quá gì. Đau quá. Ngồi xa xa ra cô chú mới thấy. Quá quá. Hả? Ngồi xa xa ra cô chú mới thấy. Mày dở dở. Cái gì mày yến vô duyên quá. Đáng lướt lên mạng. Mạng nói chuyện vô duyên quá. Dạ dạ dạ. Tù lao. Con nói đi chơi này 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 nói nè. Tù lô. Tù lô. Tù lô. Tù lô. Mẹ tên gì á? Mẹ tên. Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Là đứa hát nào ấy. Mẹ tên con nói nè, mẹ tên Bổ Ngà. Để sao? Nói nè, nói tiếng Quảng coi. Tao nói con nói nè, mẹ tên Bổ Ngà. Bổ Ngà. Bổ Ngà. Ngạc ngạc ngạc. Bổ ngạc. Bổ ngạc. Đúng rồi. Mẹ bổ ngạc. Bổ ngạc. Bổ ngạc. Đúng rồi. Con nói tù lô. Tù lô. Chú đô. Con nói đi mua rứa. Mua rứa. Đi 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 mua rứa em sẽ. Khỏe ru. Khỏe ru. Ừ. Nhớ nghe, mong mong nói tiếng Quảng nghe.
mày mi đi mô rứa. Chay mà mô mốt nói tiếng Quảng nên là dữ luôn á chứ mày. Mày cheese nè. Cheese à. Cheese. Mày ăn đi, ăn đi, mày không ăn đâu. Không biết nước vô không? Này. Chút vô thôi rồi, có muốn mua đồ chơi giờ mày mua đồ chơi chưa? Mày mua chơi đồ chơi. Cầm ngon quá mọi người. Ngon không? Không chảnh. Sang chảnh dễ sợ luôn á, mới bị lớn mà mày đặt uống xì tao bất rồi. Con có biết mà. Chay, chay, con có biết Starbucks là một cái hiệu cà phê nước uống mà ví dụ như á, để kể cho cô chú nghe cái Starbucks này á, ví dụ như mà ai á, ai mà thôi không khỏi khỏi kể kể ra mất công ấy lắm thôi. Bye bye cô chú gì, bye bye cô chú hả? Rồi ngồi thẳng lên rồi mày chào cô chú nè, ngồi thẳng lên. Bye bye là mình phải ngồi thẳng lên, mình nói ra ngoài. Ok bye bye nha, thì thôi xin cảm ơn cô chú. Hello. Con này nó xạo nè. Chay à, ngồi đàng hoàng. Thôi thôi xin cảm ơn cô chú. Hello cô chú. Nó kêu tôi vậy đó để nó dẫn. Hello cô chú, hello cô chú. Con nói cô chú nghe, mẹ tên gì nói lại coi. Bổ gì? Ở tâm. Bổ con. Bổ gì? Bổ ngạc. Ở ngạc. Trời ơi, nó ăn hết luôn á cô chú ơi, giỏi. Mẹ chạy xuống hết rồi. Hết rồi phải không? Rồi uống miếng nước rồi xong rồi, đi bắt đầu đi nè. Đi mua đồ chơi chứ, đi sao gạt mua đồ chơi nè. Đó, thấy chưa? Ngồi ăn phải ngồi đàng hoàng chứ ai ăn cái kiểu đó mà thì không ăn cho được. Ừ. Uống nước gì? Đau bụng.